món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Nếu biết những mẹo nhỏ để chữa cay này, bạn sẽ không bao giờ phải đổ đi cả đĩa thức ăn chỉ vì lỡ tay cho nhiều ớt. Ớt cay là loại gia vị không thể thiếu trong rất nhiều món ăn. Đặc biệt là vào những ngày tiết trời lạnh giá mà có thêm chút ớt cay nồng, vừa ăn vừa thổi thì cảm giác thật là tuyệt. Các đầu bếp hàng đầu cũng công nhận rằng món ăn có vị cay có tác dụng kích thích vị giác, giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được thức ăn có vị quá cay và thực tế là nó cũng không thân thiện với dạ dày của chúng ta chút nào cả. Có những người có thể đưa cả quả ớt cay vào miệng nhai ngon lành nhưng cũng có người lỡ ăn phải miếng ớt là cảm giác cổ họng đang bùng cháy rồi. Đồ ăn mặn hoặc nhạt quá thì có thể chữa cháy được nhưng trong trường hợp lỡ tay cho quá nhiều ớt vào thì phải làm sao? Đừng vội đổ thức ăn đi vì bạn hoàn toàn có thể cứu món ăn của bạn bằng những nguyên liệu đơn giản này. Tất nhiên bạn không thể loại bỏ hoàn toàn được vị cay trong món ăn nhưng có thể làm giảm độ cay để mọi người dễ nuốt hơn. Một thêm nước. Đây là cách dễ nhất để làm giảm độ cay của món ăn mà không làm mất đi hương vị đúng chuẩn của nó. Chẳng hạn như với món súp hoặc món hầm, bạn có thể cho thêm nhiều nước hơn để giảm độ cay, nhưng với cách này thì bạn cần định lượng để cho thêm cả muối. Tránh cho nước dùng bị nhạt quá. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh. Hai thêm rau củ. Nếu có lỡ cho nhiều ớt vào món canh thì bạn chỉ cần cắt nhỏ một số loại rau củ như cà rốt, khoai tây rồi cho vào nồi nước. Chúng sẽ hút bớt vị cay trong thức ăn giúp bạn đó. Nhưng có một điều bạn cần nhớ là sau khi cho rau củ vào, hãy bật bếp đun sôi thêm lát rồi mới vớt rau củ vừa cho vào ra nhé. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh. Ba thêm sữa. Bất ngờ chưa? Sữa cũng là một trong những nguyên liệu thần thánh giúp bạn cứu món ăn của mình khỏi phải đổ đi. Bạn có thể thêm sữa, kem tươi, hoặc thậm chí là kem chua, sao húa cơ dề ẩm, để làm giảm độ cay của món ăn. Nhưng nhớ là đun sôi lên trước khi ăn nhé. Sữa rửa thực chất không phải là sữa như thông thường nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể dùng nguyên liệu này để chữa cay. Bên cạnh đó, sữa rửa cũng hay được dùng nấu các món ăn của người châu Á nên cho một ít sữa rửa vào có thể giúp món ăn thêm hương vị thơm ngon hơn. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh. Bốn thêm vị ngọt. Vị ngọt có thể giúp trung hòa được vị cay nên bạn có thể dùng đường, mật ong hoặc tương cà chua vào món ăn cay và đun nóng lên trước khi dùng. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh. Sáu thêm chua. Bạn có thể cho thêm ít giấm, nước cốt chanh, khế hoặc dứa xanh chua sẽ giúp giảm vị cay của món ăn đi khá nhiều. Nhưng nhớ chỉ cho từ từ thôi. Không thì món ăn lại quá chua luôn đấy nhé. Bên cạnh đó, các loại hạt như đậu phộng, bơ hạnh nhân cũng có thể giúp làm giảm độ cay của món ăn nhanh chóng. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Nếu biết những mẹo nhỏ để chữa cay này, bạn sẽ không bao giờ phải đổ đi cả đĩa thức ăn chỉ vì lỡ tay cho nhiều ớt. Ớt cay là loại gia vị không thể thiếu trong rất nhiều món ăn. Đặc biệt là vào những ngày tiết trời lạnh giá mà có thêm chút ớt cay nồng, vừa ăn vừa thổi thì cảm giác thật là tuyệt. Các đầu bếp hàng đầu cũng công nhận rằng món ăn có vị cay có tác dụng kích thích vị giác, giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được thức ăn có vị quá cay và thực tế là nó cũng không thân thiện với dạ dày của chúng ta chút nào cả. Có những người có thể đưa cả quả ớt cay vào miệng nhai ngon lành nhưng cũng có người lỡ ăn phải miếng ớt là cảm giác cổ họng đang bùng cháy rồi. Đồ ăn mặn hoặc nhạt quá thì có thể chữa cháy được nhưng trong trường hợp lỡ tay cho quá nhiều ớt vào thì phải làm sao? Đừng vội đổ thức ăn đi vì bạn hoàn toàn có thể cứu món ăn của bạn bằng những nguyên liệu đơn giản này. Tất nhiên bạn không thể loại bỏ hoàn toàn được vị cay trong món ăn nhưng có thể làm giảm độ cay để mọi người dễ nuốt hơn. Một thêm nước. Đây là cách dễ nhất để làm giảm độ cay của món ăn mà không làm mất đi hương vị đúng chuẩn của nó. Chẳng hạn như với món súp hoặc món hầm, bạn có thể cho thêm nhiều nước hơn để giảm độ cay, nhưng với cách này thì bạn cần định lượng để cho thêm cả muối. Tránh cho nước dùng bị nhạt quá. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh. Hai thêm rau củ. Nếu có lỡ cho nhiều ớt vào món canh thì bạn chỉ cần cắt nhỏ một số loại rau củ như cà rốt, khoai tây rồi cho vào nồi nước. Chúng sẽ hút bớt vị cay trong thức ăn giúp bạn đó. Nhưng có một điều bạn cần nhớ là sau khi cho rau củ vào, hãy bật bếp đun sôi thêm lát rồi mới vớt rau củ vừa cho vào ra nhé. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa,
nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Ba thêm sữa! Bất ngờ chưa, sữa cũng là một trong những nguyên liệu thần thánh giúp bạn cứu món ăn của mình khỏi phải đổ đi. Bạn có thể thêm sữa, kem tươi, hoặc thậm chí là kem chua, sao húa cơ dề ảm, để làm giảm độ cay của món ăn. Nhưng nhớ là đun sôi lên trước khi ăn nhé. Sữa rửa thực chất không phải là sữa như thông thường nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể dùng nguyên liệu này để chữa cay. Bên cạnh đó, sữa rửa cũng hay được dùng nấu các món ăn của người châu Á nên cho một ít sữa rửa vào có thể giúp món ăn thêm hương vị thơm ngon hơn. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Bốn thêm vị ngọt. Vị ngọt có thể giúp trung hòa được vị cay nên bạn có thể dùng đường, mật ong hoặc tương cà chua vào món ăn cay và đun nóng lên trước khi dùng. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Sáu thêm chua. Bạn có thể cho thêm ít giấm, nước cốt chanh, khế hoặc dứa xanh chua sẽ giúp giảm vị cay của món ăn đi khá nhiều. Nhưng nhớ chỉ cho từ từ thôi. Không thì món ăn lại quá chua luôn đấy nhé. Bên cạnh đó, các loại hạt như đậu phộng, bơ hạnh nhân cũng có thể giúp làm giảm độ cay của món ăn nhanh chóng. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Nếu biết những mẹo nhỏ để chữa cay này, bạn sẽ không bao giờ phải đổ đi cả đĩa thức ăn chỉ vì lỡ tay cho nhiều ớt. Ớt cay là loại gia vị không thể thiếu trong rất nhiều món ăn. Đặc biệt là vào những ngày tiết trời lạnh giá mà có thêm chút ớt cay nồng, vừa ăn vừa thổi thì cảm giác thật là tuyệt. Các đầu bếp hàng đầu cũng công nhận rằng món ăn có vị cay có tác dụng kích thích vị giác, giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được thức ăn có vị quá cay và thực tế là nó cũng không thân thiện với dạ dày của chúng ta chút nào cả. Có những người có thể đưa cả quả ớt cay vào miệng nhai ngon lành nhưng cũng có người lỡ ăn phải miếng ớt là cảm giác cổ họng đang bùng cháy rồi. Đồ ăn mặn hoặc nhạt quá thì có thể chữa cháy được nhưng trong trường hợp lỡ tay cho quá nhiều ớt vào thì phải làm sao? Đừng vội đổ thức ăn đi vì bạn hoàn toàn có thể cứu món ăn của bạn bằng những nguyên liệu đơn giản này. Tất nhiên bạn không thể loại bỏ hoàn toàn được vị cay trong món ăn nhưng có thể làm giảm độ cay để mọi người dễ nuốt hơn. Một thêm nước. Đây là cách dễ nhất để làm giảm độ cay của món ăn mà không làm mất đi hương vị đúng chuẩn của nó. Chẳng hạn như với món súp hoặc món hầm, bạn có thể cho thêm nhiều nước hơn để giảm độ cay. Nhưng với cách này thì bạn cần định lượng để cho thêm cả muối. Tránh cho nước dùng bị nhạt quá. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Hai thêm rau củ. Nếu có lỡ cho nhiều ớt vào món canh thì bạn chỉ cần cắt nhỏ một số loại rau củ như cà rốt, khoai tây rồi cho vào nồi nước. Chúng sẽ hút bớt vị cay trong thức ăn giúp bạn đó. Nhưng có một điều bạn cần nhớ là sau khi cho rau củ vào, hãy bật bếp đun sôi thêm lát rồi mới vớt rau củ vừa cho vào ra nhé. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Ba thêm sữa. Bất ngờ chưa, sữa cũng là một trong những nguyên liệu thần thánh giúp bạn cứu món ăn của mình khỏi phải đổ đi. Bạn có thể thêm sữa, kem tươi, hoặc thậm chí là kem chua, sao húa cơ dề ảm, để làm giảm độ cay của món ăn. Nhưng nhớ là đun sôi lên trước khi ăn nhé. Sữa rửa thực chất không phải là sữa như thông thường nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể dùng nguyên liệu này để chữa cay. Bên cạnh đó, sữa rửa cũng hay được dùng nấu các món ăn của người châu Á nên cho một ít sữa rửa vào có thể giúp món ăn thêm hương vị thơm ngon hơn. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Bốn thêm vị ngọt. Vị ngọt có thể giúp trung hòa được vị cay nên bạn có thể dùng đường, mật ong hoặc tương cà chua vào món ăn cay và đun nóng lên trước khi dùng. Món ăn mặn hay nhạt còn dễ chữa, nếu lỡ tay cho quá nhiều ớt cay thì chị em nên làm thế nào cho đúng? Anh! Sáu thêm chua. Bạn có thể cho thêm ít giấm, nước cốt chanh, khế hoặc dứa xanh chua sẽ giúp giảm vị cay của món ăn đi khá nhiều. Nhưng nhớ chỉ cho từ từ thôi. Không thì món ăn lại quá chua luôn đấy nhé. Bên cạnh đó, các loại hạt như đậu phộng, bơ hạnh nhân cũng có thể giúp làm giảm độ cay của món ăn nhanh chóng. Ớt cay là loại gia vị không thể thiếu trong rất nhiều món ăn. Đặc biệt là vào những ngày tiết trời lạnh giá mà có thêm chút ớt cay nồng. Vừa ăn vừa thổi thì cảm giác thật là tuyệt. Các đầu bếp hàng đầu cũng công nhận rằng món ăn có vị cay có tác dụng kích thích vị giác. Giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được thức ăn có vị quá cay và thực tế là nó cũng không thân thiện với dạ dày của chúng ta chút nào cả. Có những người có thể đưa cả quả ớt cay vào miệng nhai ngon lành nhưng cũng có người lỡ ăn phải miếng ớt là cảm giác cổ họng đang bùng cháy rồi.
đồ ăn mặn hoặc nhạt quá thì có thể chưa cháy được, nhưng trong trường hợp lỡ tay cho quá nhiều ớt vào thì phải làm sao? Đừng vội đổ thức ăn đi, vì bạn hoàn toàn có thể cứu món ăn của bạn bằng những nguyên liệu đơn giản này. Tất nhiên bạn không thể loại bỏ hoàn toàn được vị cay trong món ăn, nhưng có thể làm giảm độ cay để mọi người dễ nuốt hơn.